Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của bên em nhé. Trong video ngày hôm nay thì là em lại sưu tầm được là 5 cây vang số đời cao. Đấy, có cổng quang đầy đủ và giá rất yêu thương cho anh em luôn. Đó, có phần mềm đầy đủ cho anh em nhé. Và mặt mũi rất là ok này, màn hình to này, đầy đủ cổng quang này, cổng đồng trục này, mic sau này. Đấy, ngõ chính, ngõ sen, ngõ súp, rất là cơ bản đúng không ạ? Và con này nó chạy một con chip LXP của Hà Lan, không nhá, LXP của Hà Lan. Nó chơi nguồn xung, chơi được giải điện từ 90V cho đến 240V luôn. Thế là rất là đẳng cấp luôn. Đấy, con vang có tên là LR Sun SCT 3000, không nhá, SCT 3000. Mặt mũi rất là ok các bác nhá. Đấy, mặt mũi rất là ok luôn. Đấy, và dì vật rất là tuyệt vời, giá thành vô cùng rẻ cho anh em luôn. Và em sẽ báo giá đầy đủ trong video lên luôn để các bác không phải hỏi đi hỏi lại nhiều các bác nhá. Ok. Vâng ạ, trong video này ngày hôm nay bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em lên cơ sở 2 các bác nhá. Gọi trực tiếp giúp em lên cơ sở 2. Các bác đi qua kênh nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em nhá. Rồi ok. Con vang này thì nói chung là tất cả những cái thứ cơ bản nhất nó đều có các bác nhá. Và eco dì vật rất là mượt. Đấy, em alo thử cho các bác nhá. Lên 6. Đây là dì vật các bác nhá. Vật rất là hay luôn. 6 1 2 2 6. Rất là đẳng cấp các bác nhá. Đấy. 2 6 1 2 2 6. Đấy. Rất là ok. Con này vọt rất là hay các bác ơi. Rất là hay. Nói chung là bác nào mà thích thì tôi có cả phần mềm đầy đủ cho anh em nhá. Phần mềm có đầy đủ cho anh em luôn. Đấy. Em thử cho các bác sang eco này. 1 2 6 7 lin 2 6 1 2 3 4 5 6 7 lin 2 6. Đấy. Vang nhạc con này thì nó chạy 2 delay này, đầy đủ eco dì vật, trong hú đầy đủ cho anh em luôn. Đấy, con này nó có chức năng dò hú tự động luôn ạ, bác nhá. Nó có chức năng dò hú tự động và đây là một trong những cái phiên bản nó rất là cao cấp. Đấy, rất là cao cấp, xử lý chip của Hà Lan sản xuất, cho ra tiếng rất là mượt mà. Đấy, máy vỉ cho các bác nhìn rất là đẹp luôn, đúng không ạ? Và một con vang này thì bên em đang bán cho các bác giá chỉ có 1.200.000 đồng một cây, các bác nhá, 1.200.000 đồng một cây, bao ship cho anh em luôn. Đấy, bao test cho anh em một tháng, lỗ đổi con mới luôn, các bác nhá. Thì con này nó gồm 3 mic trước cộng với 2 mic sau, tổng tất cả là 5 mic này, hai ngõ vào bông sen này, và một cổng đồng trục và một cổng cổng quang. Đấy, rất là hợp lý đúng không ạ? Đấy, rất là hợp lý cho các bác luôn. Đấy, mặt mũi sạch sẽ, đẹp đẽ, ngon lành. Đấy, chuột gan đẹp, chạy nguồn xung, con này chạy được giải điện từ 90V 240V luôn. Nói chung là điện yếu điện khỏe, con này nó chơi được hết các bác nhá. Đấy, eco hay, dì vật mượt. Đấy, 2 2 6 7 7 6. Phần mềm có đầy đủ cho anh em, chỉnh tay cũng được, phần mềm cũng được các bác nhá. Chứ bác nào mà yêu thích những cái dòng sản phẩm đời cao hoặc là những cái sản phẩm mà để trải nghiệm thì không thể bỏ qua những cái dòng như này được. Cái dòng này thực ra nếu mà biết chỉnh thì nó còn hay, nó ích rất nhiều các bác nhá. Đấy, thế biết chơi nó thì nó rất là hay luôn. Đó, mà bên em đang bán chỉ có 1.200.000 đồng một cây thôi. Bao ship cho anh em và bao test cho anh em một tháng. Lỗ đổi con mới nha các anh em nhá. Vang LR Sun SCT 3000 đó nhá. Đấy, mặt máy rất là đẹp, sạch bong bong bong. Rất là đẹp không nhá. Đấy. Đây con chip này, con chip LXP của Hà Lan này, không nhá. Chip LXP của Hà Lan, dòng này nó rất là cấp thôi nhá. Đấy, hàng bãi. Con này nó sản xuất tại Quảng Châu China các bác nhá. Quảng Châu China. Đây là một công ty rất là lớn, nó được nhà nước vinh danh luôn các bác nhá. Để nói là những dòng X mà không biết chỉnh chưa chắc qua được dòng này đâu. Giá thành của con này rất là hợp lý các bác nhá. Rất là hợp lý. 1.200.000 đồng một cây các bác nhá. Bao ship cho anh em và bao test cho anh em một tháng. Lỗ đổi con mới luôn các bác nhá. Mặt máy rất là đẹp. Đấy, một con vang số rất đáng trải nghiệm luôn. Đấy. Tất cả các nút bấm effect, mic, miếc rồi là effect, rồi là tăng giảm, rồi là mọi thứ rất là ok các bác nhá. Đấy. Các bác có nhu cầu thì alo em các bác nhá.